Sau khi đổi thành công, kéo xuống dưới cùng, nó sẽ có một cái mã để nạp như thế này ha. Với cái ứng dụng này á, thì mình từng review anh em rồi ha. Nếu như anh em nào mà bây giờ mới bắt đầu chơi á, mà lúc tạo tài khoản chưa hiểu á, có thể xem lại video cũ của mình để hiểu rõ hơn. Với cái ứng dụng này, bạn có thể là kiếm được điểm ở trong ứng dụng, dùng điểm đó bạn có thể đổi thành đồ được, hoặc là bạn có thể đổi thẻ cào được. Hình thức kiếm á, thì bạn có thể là đi tuyển rep này, hoặc là làm các nhiệm vụ của app ha. Thì tuyển rep cũng là một trong các nhiệm vụ của app. Ở đây anh em sẽ kiếm các cái điểm như là coin 98 thì mình đang có 820 coin, nó tương đương khoảng 82 đô, nhưng nếu như anh em bán cho người khác nó sẽ không được như thế này đâu. Bên phần kiếm thưởng nè, thì ở đây anh em sẽ điểm nhanh hàng ngày. Đó, ở đây mình điểm nhanh đến ngày thứ tư rồi này. Anh em sẽ nhận được là coin. Đó, cứ mỗi ngày vô điểm nhanh vậy thôi. Hoặc là các nhiệm vụ dưới đây như là liên kết Facebook, chatbot gì đó, hoặc nêu ý tưởng chơi số. Đó, thì các cái này anh em cũng sẽ kiếm được coin nha. Sau khi kiếm được coin, ở đây thì bạn có thể dùng coin đổi cái áo phông này, áo bi này. Phía dưới này nó còn có các cái đồng Bitcoin, hay là hoặc là anh em cũng có thể đổi được thẻ Viettel này, thẻ Mobi, thẻ Vina, các cái thẻ cào mệnh giá 50k hoặc là 20k nhá. Hoặc là các cái sản phẩm bên đây. Thì anh em lưu ý rằng cho mình, khi mà bạn đổi các cái sản phẩm này á, bạn ghi các cái thông tin địa điểm để nhận hàng rồi, hàng gửi về cho bạn nhưng bạn phải trả tiền phí ship nhá. Phía công ty này họ sẽ không trả đâu. Rồi ở đây mình sẽ đổi cái thẻ Viettel nè. Bấm. Rồi, mình đã đổi thưởng thành công rồi nhá. Mình đóng cái này đi. Rồi, nó ghi còn lại là 39/60. Nghĩa là cái số lượng có thể đổi được nha anh em. Cứ mỗi lần update nó chỉ update 60 cái cạc thôi. Anh em vào đổi. Sau khi đổi thành công, kéo xuống dưới cùng, nó sẽ có một cái mã để nạp như thế này ha. Anh em muốn copy cái mã nạp tiền điện thoại này thì anh em bấm vô nó ha. Sao chép. Đó. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ chỉ cần nạp cạc thôi. Mình sẽ nạp để anh em xem cái độ uy tín của nó ha. Giá nó ra ha. Giá là đó 79 đuôi. Sau đó bấm thăng. Và chúng ta sẽ nạp tiền nhá. 2.555.000. Không, ok, và đợi tin nhắn họ gửi về thôi. Đấy. Đây. Phía trên mình đang có này. Lúc 8 giờ sáng nay thì mình đang có là 2.505.000. Bây giờ là mình có là 2.555.000 thì mình mới nạp 50.000 vào ha. Lát nữa nó sẽ gửi một cái tin nhắn về là mình nạp 50.000 thôi. Còn này nó hiển thị là tổng tiền mình đang có. Đấy. Mình thì đã đổi đây. Nó sẽ giống như là cái ly sứ với cái visa nè. Ở đây khi mà bạn lúc mới tạo tài khoản nhá, nó sẽ có cái phần cho bạn nhập cái mã giới thiệu của người khác. Đấy, thì bạn có thể nhập mã giới thiệu của mình. Mình có để dưới phần mô tả video để ủng hộ mình ha. Hoặc là khi mà bạn quên nhập rồi đúng không? Bạn vô đây thì ở cái phần là rep nè, thì một rep chỉ được 2 coin thôi anh em. Anh em vô đây nó có cái phần để cho anh em nhập mã giới thiệu ha. Ở đây thì mình nhập cho bạn Tuấn TV. Đó, vì bạn ấy hay giới thiệu các cái kèo cái dự án cho mình làm ấy, thì mình cũng nhập cho bạn ấy. Nếu như anh em nào có kèo nào ngon ấy, có thể giới thiệu cho mình đều nhập hết ha. Nếu như anh em có những cái lượng coin ở trong cái app này mà không muốn rút thẻ cào hay là đổi vật phẩm gì đó, anh em có thể liên hệ bán cho mình hoặc là hold cũng được ha. Về cái thời gian mà mỗi lần update thêm cạc 50k như thế này á, thì không cố định nhá. Có ngày thời gian này, có ngày thời gian kia, nhưng mà sau khi mình biết cái thời gian mà nó update thêm cạc để anh em đổi á, thì mình sẽ thông báo ở trên kênh YouTube của mình. Vậy anh em có thể là theo dõi kênh YouTube hoặc là ở trong nhóm Facebook ha. Mình sẽ thông báo cho anh em khi mà mình nhận được cái thông tin. Hiện tại bây giờ là 19:20 phút ngày 16 tháng 1. Cách đây vài phút thôi mới update 60 cạc thì hiện tại chỉ còn 36/60 cạc 50k. Anh em có thể vào đổi. Từ nay đến lúc 9 giờ sẽ update thêm vài cái cạc ở bên mục là Viettel Vina 20k ha. Hiện tại bây giờ là hết hàng, nhưng mà lúc 9 giờ ngày hôm nay 16 tháng 1 sẽ update thêm cho anh em để vô đổi.